Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Seiko VF đây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách tăng cấp một thống lĩnh quân đội trong học viện. Thì nếu có các mục tiêu vấn đề trọng lượng và tăng cấp cho quân đội. Và mục thứ hai là thu hoạch tài nguyên. Thì sẽ mở cái tốc độ huấn luyện 3 và tăng tốc độ huấn luyện. Tiếp theo là sẽ mở được các phương trận tầm xa. Giảm thuế cung cấp, tăng tốc độ di chuyển của quân tiếp tế, tăng quy mô quân đội thu thập tối đa. Vẫn sẽ mở được công trận bộ binh. Tiếp theo là công trận hình tầm xa. Công trận kỵ binh. Tiếp theo là thang phòng của quân đội, tăng tấn công quân đội và tăng thể của quân đội. Tăng giới hạn quân đội. Làm yếu phòng thủ của quân đội đối thủ. Làm yếu máu tối đa của quân đội đối thủ. Bùa làm nóng để làm yếu tấn công của quân đội đối thủ. Đây là tất cả những mục thể tăng trong thống lĩnh quân đội. Thì trong mục này thì sẽ ba cái mục đầu tiên. Okay.